Hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề của thi thử Trung học phổ thông quốc gia lần 2 của chuyên khoa học tự nhiên. Bài thi khoa học tự nhiên này ạ, 50 phút ạ. Các chúng ta lưu ý này, câu số 1 ạ. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường? Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường? Chúng ta có kali là kim loại kiềm đúng không? Tác dụng với nước ở điều kiện thường. Natri là kim loại kiềm tác dụng với nước ở điều kiện thường. Bari là kim loại kiềm thổ tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy ở đây chỉ có gì thôi ạ? Beri, đúng không? Beri là không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 2 nhé. Câu số 2 ạ. Câu số 2. Cho FTE tác dụng dung dịch NaOH đun nóng thì thu được ancol nitrilic. Vậy E có công thức cấu tạo là? Bây giờ chúng ta nhìn kỹ này. Anh FTA thì ta thu được CH3OH là ancol metilic. Anh FTB thì ta thu được ancol metilic CH3OH. Anh FTC thì thu được ancol etilic đúng không? Hay là ancol etilic đấy ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Còn đáp án D thu được gì ạ? Đáp án D ta thu được CH3CHO ạ. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Rất là dễ ạ. Câu số 3. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit chloric? Axit chloric chính là HCl. Thế thì nó sẽ tác dụng với các anh kim loại đứng trước hydro ạ. Tác dụng với các anh kim loại đứng trước hydro. Vậy chúng ta đọc nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi. Vậy là đồng không tác dụng ạ, đúng không ạ? Vàng không tác dụng ạ, đúng không ạ? Bạc không tác dụng ạ, đúng không ạ? Vậy tác dụng được với dung dịch axit chloric là canxi ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Câu số 4 ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video này của chú Minh Berlin. Các cháu hãy share video livestream này bởi vì đây là một video livestream free và giúp chú Minh là tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này, tại vì 20 câu đầu là 20 câu làm sao ạ? 20 câu đầu là 20 câu chống liệt ạ. Fructose là chất kết tinh dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt, đặc biệt trong mật ong, làm mật ong có vị ngọt đậm ạ. Công thức phân tử của fructose là, chúng ta lưu ý là fructose và glucose là đồng phân của nhau nên nó đều có công thức phân tử là C6H12O6. C6H12O6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Và bonus thêm cho các cháu là phân tử khối của fructose thì bằng với lại glucose là đều bằng 180 ạ. Ok. Câu số 5 ạ. Câu số 5, chúng mình thấy là có rất nhiều cháu comment đáp án đúng đấy ạ. Câu số 5. Trong các kim loại sau, kim loại có độ cứng lớn nhất là? Kim loại có độ cứng lớn nhất mà chỉ đứng sau kim cương độ cứng là 10 thì kim loại này độ cứng là 9, được hay sử dụng để làm trong cái dao cắt thủy tinh, được chưa? Vậy thì anh kim loại này không ai khác ngoài anh chrome ạ. Chrome nhá. Câu số 6. Vật liệu polymer nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Anh tơ nhân tạo này là tơ này được sử dụng bằng phương pháp của con người để biến đổi các cái loại tơ thiên nhiên, được chưa? Có nghĩa là tơ có nghĩa là nguồn gốc từ thiên nhiên nhưng mà dưới cái phương pháp biến đổi của con người thì thành tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo hay còn được gọi là tơ bán tổng hợp nhá. Tơ nhân tạo hay còn được gọi là tơ bán tổng hợp. Và cái tơ bán tổng hợp ấy thì lại thường hay là có những tơ sau này. Tơ visco này, tơ acetat này. Được chưa? Tơ visco, tơ acetat. Vậy ở đây chúng ta có này, anh ni lông 6,6 này là tơ gì? Anh này là tơ tổng hợp loại đúng không? Lapsan tổng hợp loại, capron tổng hợp loại. Vậy bán tổng hợp ở đây chúng ta là visco, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì nó đi từ cellulose nhá mà cho vào dung dịch CH2 các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, hãy share video livestream này tại vì đây là một video livestream free ạ. Giúp cho mình tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này tại vì 20 câu đầu là 20 câu mất gốc ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Câu số 7. Câu số 7. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3? Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3? Thế thì Al2O3 nó là một anh oxit oxit lưỡng tính ạ. Nó là một anh oxit lưỡng tính. Oxit lưỡng tính thì nó tác dụng được với axit và tác dụng được với kiềm. Vậy ở đây Al2O3 hay nhôm oxit thì không tan được trong K2SO4 ạ. Không tan được trong K2SO4 ạ. Không tan được trong KNO3, không tan được trong KCl, vậy nó chỉ tan được ở bên trong anh nào thôi ạ? Chỉ tan ở bên trong anh KOH thôi ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Bonus thêm cho các cháu là KOH tác dụng với Al2O3 thì nó sẽ tạo thành là KAlO2 kali aluminat ạ. Câu số 8. Chất không có phản ứng thủy phân là, các cháu lưu ý nhé. Chất không có phản ứng thủy phân là
Ở đây chúng ta lưu ý là thủy phân thì mình có là gliala có liên kết NHCO nên là thủy phân, đúng chưa? Saccharose có thủy phân, ethylacetate là este có thủy phân, vậy không bị thủy phân là glucose, bởi vì anh này anh monosaccharide và monosaccharide thì không có bị thủy phân ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 9. Câu số 9. Khi cho CO dư, chúng mình lấy tờ giấy nhá. CO dư đi qua ống sứ đựng các hỗn hợp chất rắn X đun nóng thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Thế thì các cháu lưu ý cho chúng mình này. Đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y, biết Y gồm các kim loại thì các cháu nhớ cho chúng mình điều này nhá. CO thì nó chỉ khử, CO nó chỉ khử các anh oxit của kim loại đứng đằng sau anh nhôm ạ. Nhớ cho mình điều này nhé. CO chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau anh nhôm. Vậy ở đây thì chúng ta có này, CO sẽ lưu ý đề bài là CO vào ống sứ chất rắn X đun nóng thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Y chỉ gồm các kim loại, vậy điều này tương đương với các oxit ở bên trong X này phải đứng sau thằng nhôm. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có ý B loại Mg và CaO, ý C loại CaO và ZnO, ý D loại Al2O3. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án A. Các cháu quan sát nhé, tại sao lại là A nhé. Chúng ta có này, CO tác dụng với lại CuO và Fe2O3 thì nó sẽ thu được gì ạ? CO2 cộng với lại Cu cộng với lại Fe, thỏa mãn với đề bài cho là chất rắn Y của chúng ta chỉ gồm các kim loại là đồng và sắt ạ. Ok, chúng mình sang câu số 10 nào. Chúng mình sang câu số 10 nào. Chất béo là trieste của axit béo với điều kiện để nhận quà tối ngày hôm nay đó. Full giải full đề của chuyên sư phạm ạ. Đó là bước 1 share video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 10 ạ. Ở câu số 10 này chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu nào comment nhiệt tình nhất từ đầu đến giờ và share video livestream lại về tường cũng như tag các bạn các cháu vào trong video livestream ạ. Ok ạ. Nào câu số 10 nào. Câu số 10 ở đây chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment nhiều và đặc biệt là bạn Trần Hữu Vinh là một trong số những bạn mà nhiệt tình comment. Chúng mình xem Vinh Vinh share rồi và còn tổ chức cả xem chung nữa cơ. Chúng mình gửi quà cho bạn Trần Hữu Vinh luôn. Đây các cháu nhìn nhá. Bước 1 share video livestream là về tường. Đấy, giải chi tiết. Ok. Đấy, cứ bước 1 share video livestream chúng mình là về tường, bước 2 comment đáp án là sẽ có quà luôn ạ. Hello, chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu nhanh nhanh nhất thôi ạ. Nguyễn Minh Hà. Hello, Nguyễn Minh Hà xe rồi. Chúng mình gửi quà phần dưới này cho Nguyễn Minh Hà nhá. Hello, chào các cháu ạ. À, tranh thủ trong lúc tặng quà thì chúng mình quảng cáo một chút. Sáng mai ạ, sáng mai chúng mình sẽ bắt đầu dạy cái tour tổng ôn cuối cùng dành cho 2K2 ạ. Cháu nào mà muốn học luôn với chú Binh sáng mai thì nhanh tay inbox cho chú Binh ngay bây giờ. Nhanh tay inbox cho chú Binh ngay bây giờ. Inbox cho nick Vũ Tuấn Minh nhá, hoặc là Minh Berlin nhá. Hello, cảm ơn các cháu ạ. Các cháu nhanh tay share video livestream lại về tường ạ. Share video livestream lại về tường. Tag các bạn vào trong video livestream này để nhận quà của chú Binh ạ. Đấy, ví dụ như cháu Lê Kiều My này có quà luôn ạ. Rất nhiều cháu đã nhận được quà của chú Binh ạ. Đấy. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Hãy share video livestream này bởi đây là một video livestream free ạ. Cảm ơn. Evian Bùi có rồi. Phương Dung ạ. Phương Dung, hello chào các cháu. Không biết là các cháu dạo này học hành nào. Phương Dung vẫn chưa xe. Phương Dung vẫn chưa xe thì chưa có quà cháu ơi. Hello chào Hiền Trang nhá. Hiền Trang xe chưa? Hiền Trang xe rồi. Hiền Trang ơi, chú Binh gửi quà ngay phía dưới phần comment. Ở đây chú Binh gửi quà cho Hiền Trang rồi đây. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Các cháu hãy giúp chú Binh ạ. Các cháu giúp chú Binh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này. Bởi vì 10 câu đầu là 10 câu. 10 câu đầu là 10 câu chống liệt ạ. Đấy các cháu nhìn thấy là 10 câu đầu chú Binh chữa các cháu rất là chống liệt đúng không? Rất là dễ đúng không? Đấy, rất là đơn giản thôi ạ. 10 câu đầu là 10 câu chống liệt ạ. Hương Giang Vũ Kim Huyền ạ, tặng nốt bạn Kim Huyền thôi ạ. Rồi mình bắt đầu vào học ạ. Tặng nốt bạn Kim Huyền. Kim Huyền lại chưa xe ạ. Kim Huyền chưa xe thì chưa được. Các cháu ơi, tí nữa sang câu 20 nhá. Tí nữa sang câu 20 chúng mình lại tặng quà tiếp ạ. Nào, câu số 10 thì ở đây câu số 10 đề bài hỏi chúng ta. Câu số 10. Đợi chúng mình xíu. Câu số 10 đề bài hỏi chúng ta là chất béo là trieste của axit béo với glycerol ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, câu số 11 ạ. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí ạ? Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí ạ? Đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt thì sinh ra khí CO và khí CO2 gây ô nhiễm không khí chặt rồi. Bỏ. Quá trình quang hợp của cây xanh thì sinh ra oxy và hơi nước thì oxy không gây ô nhiễm cho không khí. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 12 ạ. Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng bó bột khi gãy xương ạ?
hợp chất nào được canxi được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương ạ? Thế thì chúng ta phải nhớ nhé, thạch cao nung thì không thể được, thạch cao khan thì càng không, càng gãy tay thôi, đá vôi nhìn nghiền nhỏ nhỏ thì có mà chết đúng không? Vậy chỉ có là gì thôi ạ? Thạch cao sống thôi ạ. Thạch cao sống C4 ngậm hai nước ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, có phải không ạ? Không phải ạ, nhiều đứa chọn B là toang ạ, quay xe ạ. Thạch cao nung ấy cháu ạ, nó chỉ hơi nhão nhão thôi, chứ còn thạch cao sống thì cực nhão, không bó buộc được cái gì đâu, không bó bột được cái gì đâu. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A, thạch cao nung, được chưa? Thạch cao nung thì chúng ta còn có một cái cách biểu diễn khác nữa, đó là C4 ngậm 0,5 nước các cháu nhé. Câu số 13, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là, hãy share video livestream này bởi đây một video livestream free ạ. Số chất phản ứng được với HCl CH3NH2 ạ. Được chưa? CH3NH2 là bazơ để tác dụng với HCl chặt. Alanin ạ. C6H5NH2 ạ. Phản ứng chặt ạ, bởi vì thằng này là bazơ ạ. Metin amoni clorua CH3NH3 CL, anh này không phản ứng ạ, tại vì anh này có tính axit ạ. Natri acetat CH3 CONA, anh này có bởi vì anh này có tính kiềm ạ. Vậy chúng ta sẽ có một anh này là methinamine này, hai anh là anilin này, ba anh là natri acetat này. Vậy tổng cộng thì chúng ta có ba chất tác dụng được với dung dịch HCl các cháu nhé. Ba chất tác dụng được với dung dịch HCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu này là đáp án A. Chú Bình thấy là có rất nhiều cháu comment đáp án đúng luôn ạ. Câu số 14 ạ. Giúp chú Bình tag các bạn học giỏi ơi, các bạn là giúp chú Bình tag các bạn là bị mất gốc vào trong video livestream này với ạ. Bởi vì đây là 20 câu đầu là 20 câu chấm mất gốc đấy ạ. Câu 14 ạ. Natri hydrocarbonate được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát. Công thức hóa học của natri hydrocarbonate là, công thức y học của natri hydrocarbonate là NaHCO3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 15. Câu số 15. Cho hỗn hợp gồm, ui câu này nhiều cháu bị lừa lắm nhá. Câu này rất nhiều cháu bị lừa. Được chưa? À sorry, câu 13 này là alanin, chúng mình ghi nhầm thành anilin. Alanin là cháu này ạ. H2N CH2 CH3 COOH thì cháu này cũng tác dụng HCl, may thế. Vẫn là ba chất các cháu nhá. Chúng mình mắt lé, đây là alanin, chúng mình lại đọc thành anilin ạ. Toang ạ. Được chưa? 14 đáp án D các cháu nhá. Câu số 15 ạ. Câu số 15. Cho hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt. Hỗn hợp gồm sắt là 5,6 gam thì chúng ta tìm được số mol của sắt là 5,6 chia cho 56 thì bằng 0,1 và 6,5 gam đồng, đồng là 6,5 gam, được chưa? Vào dung dịch HClH2SO4 loãng dư phản ứng xong thì thu được V lít khí hydro. Thế các cháu nhớ cho chú Minh này, những cái thằng nào mà tác dụng được với lại axit loãng ạ, axit HCl loãng và H24 loãng ạ, đó là gì ạ? Những anh kim loại đứng trước hydro ạ. Vậy ở đây mình có đồng là đứng sau hydro, đồng đứng sau hydro loại ạ, đồng đứng sau hydro loại. Vậy thì những thằng đứng trước hydro là gì ạ? Có sắt thôi ạ. Fe cộng với H24 thì tạo thành FeSO4 cộng với lại H2, vậy số mol sắt là 0,1, vậy số mol hydro là 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được V, V bằng 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít nhá. 2,24 lít, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Ok. Hãy share video livestream bởi đây là một video livestream free ạ. Và giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Câu số 16. Câu số 16. Dùng nhôm dư khử hoàn toàn 8,4 gam Fe2O3. Khử hoàn toàn 8,4 gam Fe2O3, chúng ta tìm được số mol của Fe2O3, 8,4 chia 160 thì bằng 0,0525. 0,0525 bằng phản ứng nhiệt nhôm để tạo thành Al2O3 cộng với lại Fe. Bây giờ chúng mình cân bằng nhé, đây là hai sắt, vậy đây là hai sắt, đây là ba oxy và chỗ này sẽ là hai nhôm. Vậy đề bài hỏi khối lượng sắt thu được là, vậy suy ra khối lượng sắt này 0,0525 nhân 2, 0,0525 nhân 2 thì bằng 0,105 mol. 0,105 mol. 0,105 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của sắt ạ, 0,105 nhân 56 bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? 5,88 gam. 5,88 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, cảm ơn các cháu nha. Các cháu giúp chú Minh tác các bạn bị mất gốc của cháu vào trong video này nè. Nào chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 17 ạ. Câu tiếp theo câu số 17. Cho 4 gam hỗn hợp gồm
metinamin CH3 NH2, dimetinamin CH3 NH CH3 4 gam ạ, chỗ này đề bài cho 4 gam. Tác dụng vừa đủ, lưu ý cho chú Minh cái từ vừa đủ ạ. Với 0,1 mol HCl, chúng ta tìm được số mol HCl bằng 0,1 thu được muối. À, thế thì cái bài này chúng ta làm nó cách này ạ. Bài này chúng ta có cái cách là cách bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng chúng ta sẽ có khối lượng của bọn amin này là 4 gam cộng với lại khối lượng của HCl là 0,1 nhân với lại 36,5 thì bằng m muối ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m muối bằng 4 cộng 3,65 ạ. 4 cộng 3,65 bằng 7,65 gam các cháu nhé. Bằng 7,65 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Rất là dễ thôi các cháu thấy không ạ? À, đề cực kỳ dễ ạ. 20 câu đầu là 20 câu dễ mà. 20 câu đầu là 20 câu cho điểm mà, vì mình không được sai 20 câu đầu nhá các cháu nhá. Nhớ là phải làm đúng chặt luôn, được chưa? Không được sai đâu. Sai để ra gốc chuối ở câu 18 ạ. Câu 18. À, thủy phân 8,8 gam etin acetat. Thủy phân 8,8 gam etin acetat. Etin acetat công thức của cháu nó là CH3COOC2H5. Chúng ta tìm được số mol của etin acetat bằng 8,8 chia cho 88 thì bằng 0,1 mol. Bằng dung dịch natri hydroxit số mol là 0,2 nhân 0,2 bằng 0,04. Ui câu này có trong sách đề của chúng mình luôn, có trong khóa live VIP luôn, chúng nó làm suốt rồi. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Vậy chất rắn khan chúng ta là CH3COONa. Chỗ này anh này phải tính theo thằng nhỏ nhất, thằng nhỏ nhất là 0,04. Vậy chỗ này là 0,04. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của chất rắn khan chính bằng khối lượng của CH3COONa và bằng 0,04 nhân với lại 82 ạ. 0,04 mà nhân với 82 thì bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? 0,04 mà nhân với 82 thì bằng 3,28 gam. 3,28 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 19. Câu số 19 ạ. Nước cứng là nước chứa nhiều cation canxi 2 cộng, magie 2 cộng. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ canxi 2 cộng và magie cộng trong nước. Đây là đề bài giúp chúng ta là ôn thêm lý thuyết đấy ạ. Hóa chất nào sau đây có thể dùng làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu bằng phương pháp kết tủa? Thì chú Vinh lưu ý cho các cháu nhá, có hai chất mà có thể làm mềm mọi loại nước cứng. Đấy là nếu mà trong đề có Na2CO3 hoặc là Na3PO4 thì chúng ta được quyền chọn một trong hai chất này. Và ở đây chúng ta có là gì ạ? Na3PO4 lấy luôn ạ. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu ạ. Được chưa? Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu là có ion gì ạ? Cl trừ và SO42 trừ. Vậy là chúng ta sử dụng anh Na3PO4 các cháu nhé. Được chưa? Na3PO4. Hello. Cảm ơn các cháu nhá. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học livestream ngày hôm nay của chú Minh ạ. À, hãy share video livestream này bởi đây là một video livestream free ạ. Và giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 20. Úi dồi ôi nhìn dài thế. Úi dồi ôi nhìn dài thế. Nhưng mà không làm nản lòng tim của chú Minh chưa ạ? À, sang câu số 20 rồi thì các cháu ơi, chúng mình lại tiếp tục thôi. Chúng mình lại tặng quà cho 10 cháu nhanh nhất comment đáp án câu số 20 và share video livestream lại về tường ạ. Nhớ là nếu mà từ nãy đến giờ mà cháu comment cực kỳ nhiệt tình nhưng mà vẫn chưa share video livestream hoặc là chưa comment đáp án câu 20 thì chưa có nhận quà đâu ạ. Đây chúng mình vẫn đang chờ đợi cháu nào đầu tiên đấy ạ. À, tranh thủ là quảng cáo một chút thì là sáng mai chúng mình sẽ bắt đầu. Sáng mai là chúng mình bắt đầu khai giảng nhá. Sáng mai là chúng mình bắt đầu khai giảng cái buổi học đầu tiên dành cho phần lớp tổng ôn của chúng mình. Vì vậy nên là cháu nào mà muốn tham gia học thì hoàn toàn có thể inbox cho chúng mình nhá. Hello, cảm ơn chào cảm ơn. Hello, chào Trần Hữu Thắng. Chào cháu. Xe nhận quà được chứ cháu? Khăn nước qua đi. Đâu rồi 20 đâu rồi? Đây Quang Nghiêm này, Quang Nghiêm này. Quang Ngưng xe chưa ạ? Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Quang Nghiêm chưa xe. Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Trần Huỳnh Quốc Huy. À, chú Minh xin phép chú Minh tặng quà cho 10 cháu ạ. Tặng quà cho 10 cháu đầu tiên ạ. Trần Huỳnh Quốc Huy không lát được rồi. Lần sau em nhá. À, chào Minh Nguyễn ạ. À, chú Minh xin phép sẽ tặng quà cho 10 cháu comment đầu tiên và xe video livestream lại về tường của chú Minh ạ. Chú Minh có kiểm tra đấy ạ. Hello chào các cháu ạ. Các cháu đang theo dõi buổi livestream chữa chi tiết 40 câu của đề thi thử lần 2 của Trung học phổ thông khoa học tự nhiên, chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội. Ok, Gia Khánh chưa có. Gia Khánh chưa xe ạ.
Các cháu nhớ là bước 1 phải xe cơ ạ. Xe, bước 1 xe với tôi livestream lại về tường ạ. Đây, cháu Lê Công Danh xe rồi này. Gửi quà cho Lê Công Danh luôn. Đấy, chú Minh sẽ gửi quà cho 10 cháu comment đầu tiên ạ. Ok ạ. Bước 1 xe video livestream chú Minh lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Văn Khanh ạ. Hello chào Văn Khanh. À, bước 1 phải xe đấy, có rất nhiều cháu quên không xe là không có quà. Đấy Văn Khanh đây rồi. Gửi quà cho Văn Khanh luôn ạ. Gửi quà cho Văn Khanh luôn. Chào các cháu nhá. Rất hân hạnh hôm nay chúng ta cùng học với nhau vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi chú Minh. À, hello chào Phương Dung. À, chào Phương Dung. Phương Dung xe rồi đây. Gửi quà cho Phương Dung luôn. Đấy bây giờ Phương Dung mới có quà này. Đấy gửi quà cho Phương Dung luôn. Đấy, rất là cảm ơn các cháu đã đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình. Hello Trần Hữu Thắng, hello chào Kim Huyền. Chào Kim Huyền, nốt cháu Huyền Trang thôi ạ. Xong cháu Kim Huyền này, nốt cháu Huyền Trang thôi thì chúng ta lại sang giải tiếp nhé các cháu nhá. Nhớ là bước 1 phải share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ thì mới có quà. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình ạ. Đây nốt cháu Hiền Nga. Nốt cháu Hiền Nga, đây Hiền Nga này. Hiền Nga này share rồi. Hiền Nga share rồi. À, Hiền Nga có quà được con gì gửi thêm cho một cháu nữa nhá. Không cháu ấy vã quà. Chào Ninh Hương ạ. Chào Ninh Hương ạ. Hãy share video livestream này bởi đây là một video livestream free ạ. Và giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này ạ. Đây, gửi quà cho Ninh Hương luôn. Đây dạy các cháu mà toát hết cả mồ hôi rồi đấy ạ. Ok, tiếp tục nha. Chiến tiếp là các cháu ạ, câu 20 ạ. Câu 20 một câu này nhìn trông hơi hoang mang đúng không ạ? Yên tâm có chú Minh độ mà, sợ gì. Nào, câu số 20. 20. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kim loại magie này, nhôm này, kẽm này, sắt này, niken này, Cu này và bạc này. Nhiều giải thế. Vào dung dịch HNO3 loãng dư. Hòa tan hết đống này vào HNO3 loãng dư. Đây ạ. Thế thì vào dung dịch X. Thế các cháu lưu ý nhá. Cái gì ạ? Vàng và platin thì không tan. Trong HNO3 loãng dư trong này không có vàng, không có platin ạ. Vậy ở đây chúng mình sẽ tạo được thành là 3G2 cộng, nhôm 3 cộng, ZN2 cộng, FE3 cộng, Ni mấy cộng ạ? Ni2 cộng ạ. Cu2 cộng và bạc cộng. Được chưa? Cho X tác dụng với AgOH dư, NaOH dư thì thu được kết tủa. Vậy chúng ta sẽ thu được kết tủa. Chú ý đây là NaOH dư nhá. Thì chúng ta sẽ thu được các kết tủa sau ạ. MgOH 2 lần, MgOH 2 lần, AlOH 3 lần thì nó bị tan trong NaOH dư nên không có kết tủa. ZnOH 2 lần cũng bị tan trong NaOH dư nên không có kết tủa. FeOH 3 lần, NiOH 2 lần, CuOH 2 lần, AgOH thì không bền, ngay tức biến thành Ag2O. Được chưa? Đem Y tác dụng với NH3 dư, cho tụi này tác dụng với NH3 dư thì lưu ý MgOH 2 lần không bị tan trong NH3 dư. MgOH 2 lần không bị tan. FeOH 3 lần thì cũng không bị tan. Niken 2 cộng ạ. Niken 2 cộng có bị tan không ạ? Niken 2 cộng có bị tan đó ạ. CuOH 2 lần cũng bị tan, tạo phức mà. Ag2O cũng bị tan luôn. Vậy thì ở đây chúng ta có là số hydroxit có trong Y. Đâu hỗn hợp Y đâu ạ? Đây ạ, hỗn hợp Y ạ. Y là 1, 2, 3. Đúng không ạ? 4 ạ, chúng ta chỉ có 4 hydroxit có trong Y thôi ạ. Được chưa? 4 hydroxit có trong Y nhá. Và mấy hydroxit có trong Z? Z đây ạ. Chỉ còn 2 thôi ạ. Vậy là đáp án đúng chúng ta là 4 và 2 các cháu nhá. 4 và 2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 4 và 2. Câu số 21, một câu cực kỳ hay ạ. Ứng với công thức phân tử C2HXOY có bao nhiêu hợp chất hữu cơ mạch hở có thể tham gia phản ứng trắng bạc? Điều kiện để xảy ra phản ứng trắng bạc là có chó hoặc là có HCOOR phải ạ. Vậy ở đây thì chú Minh có chất đầu tiên. Chất đầu tiên của chú Minh là gì ạ? C2H2O2. Cháu này là C2H4O2. Sorry cả nhà. C2H4O2 HCOOCH3. Một cháu đầu tiên ạ. Một cháu đầu tiên ạ. À, chúng mình có cháu thứ hai, chỉ cần thỏa mãn là có hai carbon thôi mà, đúng không? Thế thì bây giờ chúng mình đi viết những cháu có hai carbon nhé, cho dễ. À, cháu tiếp theo là cháu CH3 CHO, đúng không ạ? Cũng có chó đúng không ạ? Cháu thứ ba là cháu
CHO, CHO cũng có hai carbon đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái các cháu hiểu không ạ? Chất thứ tư là CHO, CH2OH. Cháu này cũng có chó đúng không ạ? Vậy là cũng có trắng bạc. Vậy ở đây chúng mình có 1 2 3 4 chất các cháu nhé. Ở đây chúng mình có 4 chất. Vậy đáp án đúng của chúng mình ở đây là có 4 thằng có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Rất là dễ ạ, để chúng mình để lại cho các cháu coi ạ. Ok, các cháu thấy có dễ không ạ? À, chúng mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 22. Câu tiếp theo, câu số 22. Thủy phân 1 triglycerid X. Thủy phân 1 triglycerid X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat và natri stearat và glycerol có bao nhiêu triglycerid thỏa mãn tính chất trên. Thế bây giờ chúng mình đặt thế này, đặt natri oleat là 1, đặt natri stearat là 2. Vậy chúng ta có rằng là một thằng triglycerid thì nó sẽ phải có ba cái gốc. Nó phải có ba cái gốc axit béo đúng không? Vậy chúng mình sẽ xếp này. Đầu tiên này, 1 2 2 đúng chưa? Là thỏa mãn, thủy phân có cả 1 có cả 2. À, đúng không ạ? 2 1 2 đúng không? 2 1 là bị trùng anh này nhá. Tiếp tục này, 1 1 2 thì 1 2 2. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy tổng cộng chúng mình có mấy ạ? 1 2 3 4. Được chưa? Có 4 nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok. Các cháu có hiểu bài không ạ? Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video livestream này bởi vì nó free ạ. Câu số 23. Câu số 23. Bắt đầu sang khó khó hơn rồi này. Đúng là cái đề của khoa học tự nhiên nó khác đúng không? Nó hơi hơi khó khó tí, nó làm cho chúng ta cảm giác bị nó trợn trợn tay đi. Bắt đầu là từ cái câu số 20 là đã bắt đầu cảm giác cái nó có gì đó nó khó khăn hơn so với bình thường rồi đúng không? Câu số 23 này. Câu số 23. Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm N2CO3 là ion CO3 2 trừ 0,04 nhân 0,25. 0,04 0,04 nhân 0,25 bằng 0,01 mol. 0,01 mol ạ. 0,01 mol. Và NaHCO3 là ion HCO3 trừ. Số mol là 0,06 nhân 0,25. 0,06 nhân 0,25 bằng 0,015 ạ. 0,015. 0,015 vào 500 ml dung dịch H cộng, số mol H cộng bằng 0,05 nhân 0,5. 0,05 mà nhân với 0,5 thì bằng 0,025. Khuấy đều sau phản ứng thu được V lít khí CO2. Ui câu này dễ lắm ạ. Câu này nếu mà các cháu sử dụng skill của chúng mình thì cực kỳ kinh điển ạ. Chúng mình nhìn kỹ nhá. Chúng mình đặt số mol CO3 trừ phản ứng là A mol. Số mol HCO3 trừ phản ứng là B mol. Thì chúng mình sẽ có hệ phương trình luôn là A phần B bằng 0,01 phần 0,015. Được chưa? Có nghĩa là nó chính là bằng 2 phần 3 đấy. Hay tương đương với lại là 3A thì bằng 2B. Được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. À, bây giờ đến tiếp tục là ăn H cộng ạ. Thì chúng ta lưu ý này, 1 CO3 trừ ăn 2 H cộng đúng không? Vậy nó sẽ là 2A. 1H CO3 trừ ăn 1 H cộng, vậy nó sẽ là B thì bằng 0,025. Vậy ở đây bây giờ chúng mình bấm máy tính giải hệ, chúng mình sẽ ra 1, 2 ạ. 3 bằng trừ 2 bằng 0 bằng 2 bằng 1 bằng 0,025 bằng 7,14 nhân 10 mũ trừ 28. Để chúng mình nhìn lại xem. Đây là 0,01 đúng rồi. 0,06 nhân 0,05. Từ từ. 0,06 0,06 nhân 0,25 bằng 0,015 đúng rồi. 0,01 chia 0,015 bằng 2 phần 3 đúng. Đây chúng mình bấm máy tính giải hệ lại. 3A bằng 2B. 3A. Vậy nó sẽ là 3 bằng trừ 2 bằng 0 bằng 2A cộng với lại B bằng 0,025. 2A 2 bằng 1 bằng 0,025 bằng 7,14 nhân 10 mũ trừ 3. A bằng 7,14 nhân 10 mũ trừ 3. B bằng bao nhiêu ạ? 0,0107. 0,0107. Để tạo ra CO2 thì các cháu lưu ý số mol CO2 thì chính bằng A cộng B ạ. Số mol CO2 chính bằng A cộng B, về ở đây chúng mình có là 7,14 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 0,0107 bằng. Đây, được bao nhiêu nhân với lại 2,4 ạ? Bằng. Đây, 0,399 lít. 0,399 lít thì nó có phải là gần bằng 400 ml không ạ? Đúng không ạ? 400 ml, đáp án đúng là đáp án D. Câu này rất là hay ạ, chúng mình rất là thích cái kiểu câu này ạ, bởi vì kiểu câu này rất hay thi trong mấy năm gần đây nha các cháu nhá. 23 xong rồi, sang câu 24 nào. 23 xong rồi, sang câu 24 nào.
hòa tan hết 0,54 gam nhôm, hòa tan hết 0,454 gam nhôm. Chúng ta tìm được số mol nhôm, chúng ta tìm được số mol nhôm mà 0,54 chia cho 27 thì bằng 0,02 mol nhôm ạ. 0,02 mol nhôm trong 70 ml dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 0,07, được chưa? Thì thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X của chúng ta gồm này, anh này để tạo thành NaAlO2 cộng với H2 tỷ lệ 1:1, đúng không ạ? Tỷ lệ 1:1. Đây là thành 2 NaOH, đúng không? Thì chỗ này phải là 2 nhôm, 2 natri, được chưa? 2 nước, 4. Ồ, thế thì chỗ này phải cộng thêm nước ạ, H2O ạ. Đúng chưa? Vậy tổng hydro chúng ta là 4, đúng không? Cộng thêm nước chỗ này phải là 4, 3 oxy. 4 oxy, thế chỗ này phải thêm 2. Vậy đầu này phải là 3, được chưa? Thế ở đây chúng ta nhìn nhá. Vậy là phải theo thằng nhỏ nhất. Vậy là NaLO2 là 0,02. Từ đó chúng ta suy ra có NaOH dư, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có NaOH dư, được chưa? Ở đây chúng ta có NaOH dư. Vậy NaOH dư của chúng ta là bao nhiêu ạ? NaOH dư chúng ta bảo toàn natri ạ, 0,07 trừ đi 0,02 thì bằng 0,05, được chưa ạ? Vậy cái dung dịch X của chú Minh ấy, dung dịch X của chú Minh sẽ bao gồm ạ ALO2 trừ 0,02 và OH trừ 0,05 ạ. Được chưa? Được chưa? Đây là NaOH dư đấy nhá. NaOH dư của chú Bình nhá. Thế bây giờ cho thêm HCl vào X, H cộng vào X. Số mol H cộng là bằng 1 nhân với lại 0,085 bằng 0,085. Đây chú Bình viết phương trình cho các cháu xem nhá. Phương trình đầu tiên là OH trừ cộng H cộng. H cộng là 0,085, OH trừ là 0,05. Vậy suy ra H cộng dư là 0,085, là 0,085 trừ đi 0,05. 0,085 mà trừ đi 0,05 thì bằng 0,035. Đấy là H cộng dư ạ. H cộng dư 0,035 rồi. Ui cái này thì hơi dài dòng đúng không? Chúng mình viết chương trình thì ở đây chúng mình lại có tiếp. Thôi ở đây chúng mình dùng công thức đi ạ. Chúng ta có công thức là 3 lần số mol kết tủa thì bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol H cộng cộng với số mol OH trừ ạ. Được không ạ? Áp dụng công thức này cho nhanh nhá. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được số mol 3 lần số mol kết tủa sẽ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng ạ. 4 lần số mol nhôm 3 cộng thì nhôm 3 cộng ở đây là 0,02 ạ. 4 nhân 0,02 ạ. Trừ đi số mol H cộng là 0,085 ạ. Cộng với số mol OH trừ dư là 0,05 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol kết tủa ạ. 0,08 trừ đi 0,085 cộng 0,05 bằng chia 3 bằng. Vậy số mol kết tủa bằng 0,015 ạ. Số mol kết tủa của chúng ta thì bằng là 0,015 mol. Số mol kết tủa bằng 0,015 mol. Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,015 và nhân 78 thì bằng bao nhiêu? 1,17 gam. 1,17 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. À, nhưng mà các cháu ơi, chúng mình phải nói thật với các cháu thế này nhá. Theo cái điều này là cái điều mà chúng mình không thích nhất ở trong cái đề chuyên khoa học tự nhiên này, đấy là nó có cái câu 324. Ở cái câu 24 này này là bộ đã nói rõ ràng là giảm tải ạ. Có nghĩa là tinh giản của năm nay ạ, không có cái dạng mà H cộng vào nhôm 3 cộng. Đây các cháu nhìn đây, có H cộng đây và ALO2 trừ, dạng này không có nữa. Thế vì vậy nên là các cháu chú ý nhất là không có dạng này nữa nhá. Thế mà nhưng mà ở trong cái đề này người ta vẫn cho vào thì như vậy là hơi không hay, thì nhiều bạn này làm là hơi bị gà nhá. Nhá. Ok ạ. Các cháu hiểu không ạ? Không ổn cho lắm đâu ạ. Cái đề này thì có cái câu 24 này thì không được hay cho lắm nhá. À, đấy các cháu nhớ cái lời của chúng mình vậy. Câu 24 này không được hay cho lắm. Đấy các cháu chú ý nhá. Các cháu chú ý. Ok. Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục được không ạ? Tiếp tục được không ạ? Nào. Chúng ta sang câu tiếp theo. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Câu số 25 ạ. Câu tiếp theo câu số 25 ạ. Câu số 25 ạ. Cho 8 gam. Chúng ta sang câu tiếp theo câu số 25 ạ. Em ơi phải đề ở ngay trong cái ở phần trên đấy. Câu số 25. Cho 8 gam hỗn hợp gồm, ui câu này hay này. Cho 8 gam hỗn hợp gồm C2H2 8 gam ạ. C2H4 C2H6
C4H6 và H2. Được chưa? Đi qua bột niken nung nóng. Niken nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X thì cần vừa đủ oxy. Thu được CO2 là 11,2 là 0,5. Ui câu này dễ. Và nước, tại sao lại chỉ thu được nước thôi? Các cháu nhìn nhá. Trong này chỉ gồm có carbon và hydro. Với hỗn hợp X chúng chỉ gồm carbon và hydro. Vậy thì chắc chắn là đốt cháy chỉ thu được CO2 và nước. Vậy ở đây chúng mình có này, bởi vì anh này nung trong bình kín, các cháu nhìn nhá, nung trong bình kín nên đốt cháy hỗn hợp X hay hỗn hợp A này thì đều như nhau. Được chưa? Các cháu nhớ chúng mình là đốt hỗn hợp X hay A thì tương tự nhau. Được không ạ? Thế ở đây đề bài cho chúng ta là 8 gram nhá, 8 gram. Thì ở đây chúng mình quy đổi cái hỗn hợp A này về gồm carbon và hydro. Thì phải đốt cháy ra thì thu được CO2 và nước không ạ? Vậy ở đây bây giờ chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, các cháu nhìn nhá. Carbon ở bên này chui hết vào trong CO2. Đấy, anh này là 0,5. Thế này là 0,5 này. Thế mà khối lượng bằng 8 gram. Vậy chúng mình tìm được số mol của hydro. Chúng mình tìm được số mol hydro là bằng 8 trừ đi 0,5 nhân 12 bằng 2. 2 chia 1 bằng 2. Số mol hydro bằng 2. Được chưa? Vậy chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Đúng chưa? Đây là 2 mol hydro. Vậy là 2 mol hydro chia cho 2 thì bằng 1 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây, bây giờ chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là chúng mình tìm được O2 luôn. 0,5 nhân 2 là bằng 1, cộng 1 là bằng 2, chia 2 là bằng 1. Vậy số mol oxy bằng 1. Số mol oxy bằng 1 mà nhân với 2,4 thì bằng 22,4 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ. Ui giời, nhìn tưởng khó mà lại dễ không tưởng, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều bài như vậy các cháu ạ. Rất rất nhiều bài như vậy nhá các cháu. Chú ý rằng là làm những cái câu này thì hoàn toàn mình có thể làm được nhá, sức của chúng ta làm được. Đấy, câu 26 ạ. Câu 26. Hãy share video live stream này, bởi vì đây là một video live stream free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn. Bây giờ là tag các bạn học lực khá các cháu vào đây ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn học lực khá khá các cháu vào đây ạ. Câu 26 ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm anhydride formic. Anhydride formic là HCHO. Acid acetic là CH3COOH. Glucose là C6H12O6. Và tinh bột là C6H10O5. Tất cả N lần ạ. Được chưa? Tất cả N lần ạ. Được chưa? Vậy ở đây chúng mình có đây này à, thì đốt cháy bọn này ạ. Đốt cháy bọn này ạ. Thì cần 5,04 lít oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy luôn ạ. 5,04 chia 2,4. 0,225 ạ. 0,225. Thì thu được ạ CO2 ạ và nước ạ. Chúng ta tìm được số mol nước luôn ạ. Đúng chưa? Đây, 3,6 chia cho 18 thì bằng 0,2 mol. Thế bây giờ anh này nhá, anh này công thức tổng quát của cháu nó là CH2O. Cháu này công thức tổng quát là C2H4O2. Được chưa? Thế bây giờ các cháu nhìn này. Các cháu nhìn nom chúng mình tách nhá. Đây này, các cháu nhìn kỹ cho chúng mình này. Nhìn thật kỹ vào nhá. Đây này, có phải anh CH2O chính là carbon và nước không ạ? Đúng không ạ? Thế thì cái anh mà C2H4O2 thì cũng phải là hai carbon và H4O2 chính là nước không ạ? Đấy là mình cũng quy đổi được về carbon và nước. C6H12O6 này chúng mình cũng quy đổi được về 6 carbon và nước, đúng không ạ? Và tương tự C6H10O5 này chúng mình cũng quy đổi được về 6 carbon và 5 nước, đúng không ạ? Vậy hỗn hợp này chúng mình quy đổi về carbon và nước. Ok không ạ? Ổn không ạ? Chúng mình quy đổi về carbon và nước. Vậy đốt cháy hỗn hợp này cũng tương đương với mang hỗn hợp carbon và nước đốt cháy. Ok. Thế thì nếu mà đem hỗn hợp carbon và nước đốt cháy, các cháu nhìn nhá, nước đây 0,2, vậy đây cũng là 0,2. Vậy thì bản chất và sinh ra CO2 là carbon cộng oxy để tạo thành CO2. Các cháu hiểu bài không ạ? Vậy ở đây là 0,25, vậy CO2 cũng là 0,25. Vậy carbon, bảo toàn carbon cũng là 0,225. Rất dễ dàng và đơn giản ạ. Rất nhiều skill giải nhanh ở đây ạ. Vậy nên chúng ta tìm được khối lượng đúng không? 0,225 nhân 12 cộng 0,2 nhân 18 bằng 6,3 gram. Vậy đáp án đúng là đáp án A. À, nhìn mấy câu tưởng khó mà lại thành dễ không tưởng, đúng không ạ? Đây, bây giờ mới sang với phần lý thuyết đấy ạ. Tại sao chú Minh lại trọng tâm đi ôn lý thuyết cho các cháu? Tại vì phần lý thuyết là phần mà các cháu rất rất dễ sai. Rất rất dễ sai. Chúng ta sang câu số 27. Tiến hành các thí nghiệm sau. Và mặt bên thì người ta hỏi cái gì ạ? Mình phải viết xem là mặt bên người ta hỏi cái gì thì mình mới làm được ạ. Mặt bên người ta hỏi chúng ta là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết quả là
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được kết quả là, các cháu chú ý vào đây nhá. Nhìn kỹ nhá. Câu số 27 này. Số thí nghiệm thu được kết quả đây. X mol H cộng vào X mol ALO2 thì chúng ta tạo thành X mol ALO H 3 lần. Một cháu kết quả chúng mình đánh dấu đây cho đỡ bị nhầm. Cho NH4Cl đến dư. NH4Cl thì nó có tính axit vào dung dịch K ALO2. Vào dung dịch K2 thì thằng này cũng sinh ra kết tủa. Sinh ra kết tủa ALOH 3 lần ạ. Đúng chưa? Vậy hai cháu kết tủa. CO2 đến dư vào NaLO2 thì cũng sinh ra ALOH 3 lần kết tủa. Đúng chưa? NH3 đến dư vào dung dịch ALNO3 3 lần cũng thu được ALOH 3 lần kết tủa. Đúng chưa? Cho dung dịch AlCl3 đến dư dung dịch NaAlO2 thì mình cũng thu được kết tủa ALOH 3 lần ạ. Vậy vế này 1 2 3 4 5. Đây 4 ạ, 5 ạ. Được chưa? 5 cháu kết tủa rồi nhá. Sang tiếp ạ, sang tiếp ạ. Ui hay thế nhỉ. Đề này hơi bị chất lượng luôn. Sang tiếp ạ. Cho dung dịch NaOH đến dư. Chú ý NaOH đến dư thì không thể sinh ra được kết tủa ALOH 3 lần bởi vì ALOH 3 lần tan trong NaOH dư. Loại G ạ. N2CO3 tác dụng với AlCl3 mình thu được kết tủa AlOH 3 lần ạ. Được chưa? Vậy thêm một kết tủa nữa. Vừa nãy là mình đang có là 5 rồi, thêm một vạch này nữa là 6 ạ. Vậy ở đây chúng ta tổng cộng có số thí nghiệm thu được kết tủa là mấy ạ? Số thí nghiệm chúng ta thu được kết tủa là tổng cộng có 6 thí nghiệm các cháu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta đáp án ạ. Úi giời ơi, sang câu 28 ạ. Cái này thì với cái đề này thì đứa nào mà sợ lý thuyết thì toang với cái đề này luôn. Thế mà đề này mà đứa nào mà học khủng lý thuyết thì hơi bị xịn luôn. Câu 28. Xem nha, xem chúng mình chữa lý thuyết nha. Úi giời ơi, thế thì chữa cái đề này hợp lý quá. Đứa nào mà nát lý thuyết ngày hôm nay thì nhớ đăng ký khóa tổng ôn nhá. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu ure. Sai. Đúng chưa? Bởi vì phải gì ạ? Phải từ tripeptide trở lên cơ. Muối phenin amoni clorua C6H5NH3Cl tan trong nước, đúng. Mọi muối amoni thì đều tan trong nước. Ở điều kiện thường metinamin và dimetinamin. Dimetinamin thì đều là những chất khí, đúng. Trong phân tử peptide mạch hở, Gliala đầu này đầu H2N này. Gliala có một nhóm NHCO này, một oxy này. NHCO này, một oxy nữa này. Valin này thì đuôi này COOH đúng không? Vậy là có một oxy, hai oxy, bốn oxy. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy là cháu này có bốn oxy là thỏa mãn ạ, đúng không ạ? Là thỏa mãn ạ. Vậy là D đúng ạ. Các amin đều không độc, đều được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Chết toang ạ, các amin đều độc, đúng không? Vứt. Anilin làm đổi màu dung dịch phenol phthalein. Anilin là C6H5NH2 ạ. Anilin là C6H5NH2. Thế thì cho chúng mình hỏi là C6H5NH2 thì có làm đổi màu dung dịch phenol phthalein không ạ? Không đúng không ạ? Toang tiếp ạ. Thủy phân hoàn toàn albumin thì thu được hỗn hợp alpha amino acid. Cái này chính xác bởi vì albumin là các gì? Là các protein đơn giản. Và protein đơn giản thì thủy phân thì thu được các alpha amino acid ạ. Vậy thì ở đây H đúng ạ. Vậy đây bề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng này. Đúng, có nhiều hôm chúng mình lại đi hỏi là người ta hỏi phát biểu sai, chúng mình đi đếm phát biểu đúng ý, nhục lắm. 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đúng ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 4 phát biểu đúng các cháu nha. Ở đây chúng mình có 4 phát biểu đúng ạ. Ôi làm những câu lý thuyết này phê lòi, đúng không ạ? Cực kỳ phê luôn. Nào chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Câu số 29 ạ. Câu tiếp theo câu số 29 ạ. Cho các phát biểu sau ạ. Số phát biểu sai là câu số 29. Câu số 29. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video live stream này bởi đây một video live stream free ạ. Ok. Câu số 29 ạ. Cho các phát biểu sau. Câu số 29. Nói thật với các cháu một chút nhé. Câu số 29 này chúng mình cũng không thích cho lắm. Bởi vì thế này, để ở trong cái phần kiến thức tinh giản của bộ thì bộ đã nói rõ ràng là cái phần hợp kim của sắt là không học. Thế thì có nghĩa là thép được giảm tải và gang được giảm tải, các cháu để ý nhá. Được chưa? Thép được giảm tải và gang được giảm tải. Thế thì ở đây cho thép vào là không hợp lý cho lắm.
nhá. Thì những cái câu như này thì sẽ không có ở bên trong cái đề thi của chúng ta nhá. Đấy, bây giờ chúng ta vào tiếp này. Câu số 29 này, thép và là hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon, sao chứa nhiều thế? Đây là hợp kim của gang cơ mà. Bỏ A, đúng không? Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Các oxit của kim loại kiềm thổ đều phản ứng được với CO tạo thành thành kim loại sai. À, kiềm thổ thì gồm có magie và canxi đúng không? Kiềm thổ thì đều gồm có là magie và canxi, và bởi vì là có magie và canxi thì không thể ăn được CO được, đúng không? MgO và CaO không ăn được CO. Toàn. Các kim loại canxi này, sắt này, nhôm, natri chỉ điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. Toang. Ở đây có sắt, sắt thì có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện. Đúng chưa? Sai tiếp eo sai nhiều thế. Được chưa? Nào được chưa? Ý D này, các kim loại magie, kali, sắt đều khử được ion bạc cộng trong dịch thành bạc. Kali không thể khử được bạc cộng trong dung dịch bởi vì kali tác dụng với nước để tạo thành KOH nhá. Kali tác dụng với nước để tạo thành KOH, và KOH thì không thể ăn được, không thể chuyển từ bạc cộng chuyển thành bạc được. Bỏ tiếp ạ. À, ý E, cho magie vào dung dịch FeCl3 dư thì không thu được sắt. Chúng ta cùng nhìn nhé. Magie mà cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành magie 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Được chưa? Do đề bài nói chúng ta là FeCl3 dư. FeCl3 dư thì magie hết. Magie hết thì đúng là không thể thu được magie không cộng, không còn magie để cộng sắt 2 cộng nữa. Vậy là không thu được Fe là đúng. E đúng ạ. E đúng ạ. Đúng chưa? À, ý G, khi làm thí nghiệm kim loại đồng nhá. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch ok, khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch H2O3 thì người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm nhá. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch H2O3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm. Chúng ta nhìn này, đồng này tác dụng với H2O3 thì tạo thành Cu2 cộng cộng với lại NO cộng với lại H2O. Vậy ở đây chúng ta có này, sinh ra khí NO. Sorry, sinh ra khí NO và NO2, thường là sinh ra NO2. Thế thì do sinh ra NO2 thì nó là một oxit axit nên nó sẽ được nút bằng kiềm để giảm bớt cái thằng oxit này thoát ra ngoài môi trường. Đúng chưa? Xử lý khí. Vậy ở đây mình có này, khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng dịch H2O3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm là đúng. Vậy đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu sai thì có này. A sai là 1, B sai là 2, C sai là 3, D sai là 4. Vậy chúng ta có 4 nhận định sai ạ. Câu 29 của chúng ta có 4 nhận định sai các cháu nhé. Câu 29 của chúng ta có 4 nhận định sai. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 30. Câu tiếp theo là câu số 30. Câu 30. Lên men m gam tinh bột. Ui câu này cực kỳ hay luôn. Thề với các cháu câu này hay dã man luôn ạ. Lên men m gam tinh bột thành ancol ethylic. Tinh bột C6H10O5 lên men thành ancol ethylic. Được chưa? Được chưa? Thành ancol ethylic hiệu suất 75%, 0,75. Hấp thụ toàn bộ đầy CO2 sinh ra. Đây chúng mình có này, CO2 sinh ra nhá. CO2 sinh ra này, hấp thụ vào 0,15 mol BaOH 2 lần. Chúng ta tìm được số mol BaOH 2 lần bằng 0,15 mol. Được chưa? Thì thu được kết tủa X là BaCO3. Được chưa? Và dung dịch Y mà cho NaOH vào lại thu được kết tủa lớn nhất. Vậy thì khi và chỉ khi dung dịch Y chúng ta còn BaHCO3 2 lần. Được chưa? Thêm vào đến khi kết tủa lớn nhất NaOH thì để kết tủa max thì tất cả nó tạo thành BaCO3 kết tủa max, thì cần tối thiểu số mol NaOH là 1. Được chưa? Nhân với lại 0,05 thì bằng 0,05. Được chưa? Đây nha, các cháu lưu ý nha. Các cháu lưu ý nha, ở đây nha. Chúng mình tách cái chỗ thanh này ra cho các cháu nhìn này. Bản chất của phương trình này sau như sau là chúng mình đặt số mol BaCO3 là amon đi. Được chưa? Thì bản chất của chúng mình là đầu tiên là HCO3 trừ, nhìn kỹ nhá, ăn OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Câu này rất nhiều cháu bị nhầm ạ. Câu này rất nhiều cháu bị nhầm ạ. Được chưa? Vậy chúng mình có này, do này tối thiểu dung dịch NaOH nên số mol NaOH min là 0,05 mà số mol HCO3 trừ đây là 2A. Thế cho chúng mình hỏi ở đây là min kết tủa nhỏ nhất.
Vậy thì số mol của OH trừ là min, số mol OH trừ là min, vậy ngay lập tức CO2 trừ tính theo OH trừ 0,05. Được chưa? Mà thu được kết tủa lớn nhất, thu được kết tủa lớn nhất khi và chỉ khi CO3 trừ kết tủa hết Ba2 cộng để tạo thành BaCO3, chỗ này là A, thì mình có A bằng 0,05 ạ. A bằng 0,05 nhé, các cháu lưu ý nhé. Đấy, chỗ câu này là rất nhiều cháu bị nhầm đấy ạ. Cực kỳ nhiều cháu bị nhầm. Vậy đến đây mình đi bảo toàn bari, 0,15 trừ 0,05 thì bằng 0,1. Đến đây mình đi bảo toàn carbon, 0,05 nhân 2 bằng 0,1 cộng 0,1 bằng 0,2. Anh này là 0,2 ạ. Được chưa? Vậy bây giờ mình nhân chéo thôi. 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1. Thuận nhân, nghịch chia. Vậy nghịch phải chia hiệu suất 0,75. 0,1 chia cho 0,75. 0,1 chia 0,75 bằng. Đây, được bao nhiêu nhân với 162 bằng 21,6 gram. Vậy giá trị của M chúng ta là 21,6 gram các cháu nhé. Giá trị M của chúng ta là bằng 21,6 gram ạ. Đấy, rất nhiều cháu bị toang cái câu này ạ. Rất rất nhiều cháu bị toang cái câu này ạ. Để các cháu nhìn kỹ lại nhá. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 31 ạ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 31 ạ. Câu số 31. Đốt cháy hoàn toàn M gam hydrocarbon mạch hở X. Đốt cháy hoàn toàn M gam hydrocarbon mạch hở X. Chất khí ở điều kiện thường. Uầy, hydrocarbon mạch hở X mà nó lại là chất khí ở điều kiện thường. Khó đấy. Xem nhá. Câu 31 này. Đốt cháy hoàn toàn M gam hydrocarbon mạch hở X là chất khí ở điều kiện thường. CXHI đốt cháy thì thu được CO2 13,2 chia 44. 13,2 chia 44. Số mol bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Mặt khác M gam X phản ứng tối đa với brom. Số mol brom bằng 48. 48 chia 160. 0,3 mol tiếp. Anh này phản ứng vừa đủ với 0,3 mol brom. À, xem nào. Tiếp tục. Trong dung dịch X biết rằng, trong dung dịch X biết sản phẩm khi cho X tác dụng với nước đun nóng không tham gia phản ứng Tráng Bạc. X tác dụng với nước đun nóng không Tráng Bạc. Không Tráng Bạc. Ui, căng đấy. Thề với các cháu câu này khá là căng đấy. Câu này còn căng hơn dây đàn đấy. Chú ý đây này. Nếu mà cháu này mà tác dụng với nước nhá, mà đun nóng mà không tham gia phản ứng Tráng Bạc ấy, vậy thì khi và chỉ khi thằng này phải có 3 carbon trở lên nhá. Không phải Tráng Bạc tương đương với X lớn hơn bằng 3 carbon. Được chưa? Tại sao ạ? Tại vì thế này. Tác dụng với brom nhá, mà tác dụng đối với nước, tác dụng đối với nước thì nó chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là alken hoặc là ankin. Được chưa? Thế thì nếu mà là ankin ấy thì nó là anh C2H2 thì là nó sinh ra nó Tráng Bạc. Được chưa? Nên là toang cái thằng này. Vậy thì bắt buộc nó phải là C3 trở lên. Được chưa? Ba liên kết trở lên và nó phải chứa liên kết 3 nhá. Và chứa liên kết 3. Chứa liên kết 3 thôi cũng chưa làm gì các cháu ơi. Được chưa? Các cháu chúng mình xin phép là bây giờ sang những câu khó rồi chúng mình tắt cam mặt đi nhá, bởi vì nó hơi chiếm chỗ, được không ạ? Chúng mình tắt cam mặt đi đấy. Nó hơi chiếm chỗ. Đây. Ớ. Đây. Ớ. Đâu rồi? Đây. Rồi. Ok, chúng mình xin phép các cháu chúng mình tắt cam mặt rồi. Ok ạ. Tiếp nha. Các cháu nhìn kỹ này. Thế thì bây giờ mình có là đặt công thức của thằng hydrocarbon này nhá, đặt công thức của thằng hydrocarbon này là CNH2N cộng 2 trừ 2K. Được không ạ? Thì chúng ta có này, số mol CO2 bằng số mol brom. Nên là suy ra số liên kết pi sẽ phải bằng số carbon. Đúng, số nguyên tử carbon đấy, số liên kết pi bằng số nguyên tử carbon đấy. Được chưa? Thế vậy ở đây này, trường hợp số 1 là với K bằng 2 thì suy ra cháu nó là C2H2. Loại tại vì làm sao ạ? C2H2 tác dụng với nước thì thu được CH3, CHO, cháu này Tráng Bạc.
Được chưa? Cháu này trắng bạc nhá. Tiếp tục này, vậy với K bằng 3, K bằng 3 thì nó là C3H4 đúng không ạ? C3H3. C3H mấy ạ? Nếu K bằng 3, nếu K bằng 3 CXY brom thì thằng kia nó sẽ là, với K bằng 3 thì số nguyên tử carbon nó bằng 3 đúng không? Bằng 3 thì nó là C3H4 đúng không? Đúng không ạ? C3H4 thì xem nhá. C3H4 này thì nó cũng có khả năng là mất màu brom. Thì anh này số mol là 0,1. Thì anh này là 0,3. Xem là từ từ xem có cái gì để loại không ạ? Chất khí điều kiện mặt khác phản ứng tối đa 13,2 gam CO2. Chất khí ở điều kiện thường không tham gia phản ứng tráng bạc. Đây, X tác dụng với nước đun nóng thì không tham gia phản ứng tráng bạc. Đây, thì nếu với K bằng 3 thì cháu nó có thể là C3H4 được không ạ? Bởi vì K bằng 3 đấy, các cháu cẩn thận nhé. Với C anh này ạ thì K nó chỉ bằng 2 thôi ạ. Được chưa? Mà không thể là K bằng 3 được nên là loại ạ. Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn một trường hợp nữa là K bằng 4. Thì cháu nó là C4H4 đúng không? K bằng 4 thêm đây này, 4 này. 2 4 8 8 2 10 10 trừ đi. 10 trừ đi 8. Ui, C4H2. C4H2 đây các cháu ạ. Xem nhá. Đây C4H2 đây. C4H2 vậy là có bao nhiêu nhỉ? K bằng 4, hai liên kết 3 đây à? Đúng, cháu này tác dụng với nước thì không 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 phản ứng với bạc thật. Chính xác luôn. Vậy thì chúng ta tìm được số mol luôn là 0,3 chia cho 4. 0,3 chia cho 4 thì bằng 0,075. 0,075. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn nhỉ. 0,075 nhân với khối lượng là 12 nhân 4 cộng 2 bằng 3,75 gam. 3,75 gam. À, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Úi giời ơi. Đề chuyên khoa học tự nhiên ghê phết. Được nhỉ? Hơi bị ghê ấy. Nào, chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 32. Câu tiếp theo ạ, câu số 32. Câu tiếp theo câu số 32. Hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp X gồm. Câu 32 nhá. Hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp X gồm BA này, BAO này, AL này, Al2O3 này vào nước dư thì thu được khí là khí hydro, số mol khí hydro bằng 0,2 mol. Dung dịch Y, thế thì dung dịch Y đây, dung dịch Y thì chú Minh nghi ngờ đây này, cái này là phải nghi ngờ rồi các cháu ạ nhá, cái này mình phải nghi ngờ rồi. Nhìn kỹ này, nghi ngờ là có Ba AlO2 tất cả hai lần và Ba OH 2 lần. Được chưa? Hấp thụ hoàn toàn CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 6,048 48 chia 22,4 bằng 0,27 mol CO2. 0,27 mol CO2 thì thu được kết tủa. Vậy giả sử như kết tủa là kết tủa BaCO3 xem nào. Thì chúng ta xem số mol có tròn không nhá. 21,51 chia cho 197 bằng không tròn. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn mình có cả kết tủa AlOH 3 lần. Được chưa? Lọc bỏ dung dịch Z. Lọc bỏ dung dịch Z. Lọc bỏ dung dịch Z thì dung dịch Z chỉ thu được một chất tan. Nhá. Thì dung dịch Z chỉ thu được một chất tan. Vậy điều này chắc chắn 100% rằng chất tan trong dung dịch Z này chắc chắn là Ba HCO3 hai lần. Được chưa? Mặt khác dẫn CO2 đến dư vào Y. Đây, anh này cộng CO2 đến dư ạ. Cộng CO2 đến dư vào Y thì mình thu được kết tủa là Ba. Do CO2 dư nhá nên là chỉ thu được BaHCO3 hai lần thôi. Và AlOH 3 lần. Vậy 15,6 gam này này là kết tủa AlOH 3 lần. 15,6 chia 78 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được số mol của BaAlO2. 0,2 mol. Được chưa? Căng đi ạ. Chỉ thu được một chất thế thì cũng không hẳn. Anh này thì, vậy thì nếu mà dẫn 0,27 mol CO2 này thì không phải là dung dịch Z là thu được BaHCO3 hai lần đâu.
thật luôn. À, đây nhá, chỗ này là 6,4,48 này, 4,48. Từ từ để chúng mình nhìn lại chút, câu này kinh đấy. 6, đúng rồi, đây là 0,27 mol CO2 nhá, thì thu được ALH3 lần đây là 0,2 này, 0,27 mol CO2 vào thì thu được kết tủa gồm ALH3 lần và BaCO3, được chưa? Thế thì ALH3 lần và BaCO3, đây CO2 dư 0,27 và BaCO3 cũng căng đấy nhỉ. 15,6. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn xác định giá trị của M. BaAlO2, sorry cả nhà. Đây là 0,2 thì chỗ này là 0,1. Sorry ạ. Anh này là 0,1. Anh này là 0,1. Số mol kết tủa ở đây là bằng dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Đây này. Cái chỗ khó ở đây này, lọc kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Thế thì CO2 vào trong này thì chắc chắn là nó sẽ phải tạo thành là BaCO3, có khả năng có BaHCO3 hai lần hoặc là BaAlO2 dư. Có hai trường hợp. Hoặc là BaAlO2 dư. Thế thì để ăn được thằng này thì chắc chắn là nó phải là 0,1 mol ALH3 lần rồi, 0,2 mol. À đây 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 đây. Đây các cháu ạ. Đây, 0,2 mol thằng này. Tại sao? Tại chỗ này là tìm được 0,2 rồi mà. Đây là 0,1 mol BaAlO2 nhá, thì suy ra kết tủa chúng ta chắc chắn là có kết tủa ALH3 lần là 0,2 rồi. Đúng chưa? Vậy là bây giờ chỉ còn có là 0,27 mol CO2 đi làm nhiệm vụ của nó thôi. Đúng không ạ? Chỉ còn có là 0,27 mol CO2 đi làm nhiệm vụ của nó thôi. Bây giờ mình đi cần tìm là số mol của BaCO3. À đây, đề bài bảo là Y thu được 21,51 gam kết tủa này. Xong này, 21,51 trừ đi 0,2 nhân 78 bằng, đây chia cho 197 bằng, à vậy là số mol BaCO3 bằng 0,03 mol. Ngon này cành đào đúng không? Vậy đến đây bây giờ chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon mình tìm được BaHCO3 hai lần. Dễ rồi. 0,27 trừ đi 0,03 bằng 0,24 chia 2. Vậy là nó bằng là 0,12. 0,12. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố bari mình có là 0,12 nhân 1 cộng 0,03 là bằng 0,15. Vậy bari là bằng 0,15 nha, hỗn hợp này chúng ta có bari là 0,15 luôn. Ok chưa? Nhôm ạ. Nhôm bằng bao nhiêu các cháu? Đúng không? Nhôm thì dễ thôi đúng không ạ? Nhôm của chúng ta thì bằng bao nhiêu ạ? 0,2, bảo toàn luôn ạ. Nhôm mà 0,2 nhôm kết tủa hết mà. Thế bây giờ chúng ta còn một anh nữa thôi ạ, còn oxy nữa thôi ạ. Còn oxy ạ. Oxy trừ 2 ạ. Thế thì ở đây chúng ta đi bảo toàn E nhé. Đây hỗn hợp đấy quy đổi mà. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có này, số mol oxy này có phải bằng 2 lần số mol bari cộng với 3 lần số mol nhôm. Được chưa? Và trừ đi 2 lần số mol H2. 2 nhân 0,2 được bao nhiêu chia cho 2 không ạ? Đây bảo toàn E mà. Được chưa? Bari từ bari 0 lên bari dương 2, nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3. Đó, oxy trừ 2 thì vẫn là oxy trừ 2. Ở đây là oxy 0 về oxy trừ 2 nên là trừ 2 nên chia cho 2. H cộng về H0 2, được chưa? Vậy nên chúng ta tìm được số mol oxy. 2 nhân 0,15 cộng 3 nhân 0,2 trừ 2 nhân 0,2 bằng chia 2 bằng 0,25 ạ. 0,25. Vậy oxy của chúng ta bằng 0,25 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M. 0,15 nhân 137 cộng 0,2 nhân 27 cộng 0,25 nhân 16 bằng 29,95 gam. 29,95 gam. Đáp án đúng đáp án D. Ui dồi ôi. Bây giờ mới lấy được 8 đi ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream của chú Minh ạ. Bây giờ là đến những câu nó khó và nó căng thẳng như thế này. Thì là đến những cái câu này là những câu mà dành cho những cái bạn mà mục tiêu cao rồi. Những câu là những câu dành cho những bạn mục tiêu cao rồi. Nên là rất là mong muốn các cháu đã và đang theo dõi live stream này tag giúp chú Minh những cái bạn nào mục tiêu cao ở trong video live stream này vậy ạ. Tag giúp chú Minh những cái bạn mục tiêu cao ở trong video live stream này. Các cháu có máu không ạ? Mình chữa. Câu số 33 nè. Câu số 33. Đốt 24,3 gam. 24,3 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt trong khí clo thu được hỗn hợp chất rắn y. Hỗn hợp chất rắn y. Chất rắn y. Không nói năng gì. Y vào nước dư thì thu được Z
và kim loại nặng 3,6 gram. Dung dịch Z, ui căng nhỉ, tác dụng được với KMnO4 tối đa là 0,315 này. Thề làm này, chúng mình lại liên tưởng đến là sắt 2 nhá. Cái này là chúng mình nghĩ là trong Z là có sắt 2. Hỏi phần trăm khối lượng sắt trong một x. Thế thì bây giờ đơn giản thôi ạ. Chúng mình đặt số mol nhôm là amon. Số mol của sắt là, đây bây giờ chúng mình đặt số mol sắt phản ứng nhá. Đặt số mol sắt phản ứng ạ. Sắt này nó chia thành hai phần ạ. Sắt này của chúng mình nó chia thành hai phần nhá. Là sắt phản ứng và sắt dư. Được chưa? Thì đặt số mol sắt phản ứng là b mol. Đây này, đây này, thế thì suy ra thằng này là sắt dư luôn này. Sắt dư luôn, sắt dư là 3,6. Được chưa? Vậy thì tác dụng với clo thì hỗn hợp chất rắn Y này vào nước này thu được hỗn hợp Z. Vậy Z này của chúng mình là gồm dung dịch là Al Cl3 và Fe Cl2, do có sắt dư thì hòa tan vào nước, thì có nghĩa là chỗ này nó đốt tạo thành Al Cl3 nhé, Fe Cl3 xong sắt dư vào nước thì Fe Cl3 cộng sắt dư tạo thành Fe Cl2. Đây, chắc chắn là có sắt dư nên chỉ có sắt 2 thôi. Và Al Cl3. Ok chưa? Vậy ngay tức đến đây chúng ta tìm được số mol sắt luôn, làm gì nữa các cháu nhỉ? Tác dụng với Al Cl3 không tác dụng với KMnO4 được. Đúng không? À, bài này không hay một tẹo nào nhá. Bài này không hay một tẹo nào. Bài này là rất dễ bị lỗi bởi vì là Cl trừ nó cũng có khả năng tác dụng với KMnO4 các cháu ạ. Thôi bây giờ chúng mình làm cái câu này như này, là giả sử như Cl trừ không tác dụng với KMnO4. Ok không ạ? Giả sử như KMnO không tác dụng với lại, giả sử như, được không? Giả sử như là KMnO4 không tác dụng với, có được không nhỉ? Giả sử, à ngược quá. Giả sử như Cl trừ không tác dụng KMnO4. Thế thì ở anh này, đây là amon này. Anh này đây là b mon này. Đúng không ạ? Không, vẫn tác dụng đấy, vẫn tác dụng. Các cháu phải lưu ý nhỉ, ở đây có Cl trừ có tác dụng đấy. Chúng mình nghĩ là đề bài thì chúng mình nghĩ rằng là các thầy ở bên trường tự nhiên là các thầy sẽ cho tác dụng đấy. Đây nhìn nhá. Vậy này chúng mình sẽ có phản ứng này. AlCl3 tác dụng với KMnO4 đây, chúng mình tách cái hỗn hợp này xuống đây cho các cháu nhìn nhá. Để tạo thành này, Cl trừ này mà cộng với KMnO4 thì tạo thành Cl2. Anh này lên sắt dương 3. Mn dương 7 về Mn dương 2. Được chưa? Vậy ở đây chúng mình có bảo toàn E. Bảo toàn electron. Mấy Cl trừ ạ? 3A cộng 2B. Trừ 1 về 0 nhân 1. Sắt dương 2 lên sắt dương 3. Cộng với B nữa thì bằng Mn dương 7 về Mn dương 2, 7 trừ 2 bằng 5. Nhân 0,315. Phương trình thứ hai bảo toàn khối lượng. 27A cộng 56B cộng với 3,6 thì bằng 24,3. Được chưa? 24,3. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta giải hệ, chúng ta sẽ tìm được 1, 2, 3 bằng 2B cộng B, 3 bằng 5 nhân 0,315 bằng 27 bằng 56 bằng 24,3 trừ 3,6 bằng, đây, A bằng 0,3, B bằng 0,225. A bằng 0,3, B bằng 0,225. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được phần trăm của khối lượng sắt trong hỗn hợp là bằng 0,225 nhân 56 cộng 3,6 bằng, chia cho 24,3 bằng, nhân 100 bằng 66,67%. 66,67, đáp án đúng là đáp án C. Ủa. Câu này cũng căng đấy chứ đúng không các cháu? Khá là căng đấy. Nhờ. Nào. Sang câu điện phân. Ủa. Điện phân này. Ngoài. Điện phân này. Câu 34 này. 34 điện phân này. Xem nhá. Điện phân là cũng toang đấy. Xem nào. Đề này mình dã man thế nhở. Xem là câu 36. Úi rồi, mặt đằng sau này. Úi rồi. Câu 34. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl. Đây. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl
và CuS số 4 số mol bằng 0,025 mol, được chưa? Bằng dòng điện một chiều có cường độ I bằng 2A, điện cực trơ có màng ngăn. Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích khí là kiểu dã man nhỉ. Đây xem nhá. Bên này là bên cathode, bên này là bên anode, được chưa? Bên cathode là nơi cation đến, vậy sẽ bị điện phân thằng đồng 2 cộng biến thành đồng. Bên anode là Cl trừ biến thành Cl2 đã. Thế mà hai điện cực khí sinh ra cả hai điện cực, vậy chắc chắn bên này đồng bị điện phân hết. 0,025 mol. Được chưa? Vậy anh này là nước thì biến thành H2. Ok chưa? Thôi mình phải giải khó tí chứ. H2 cộng với lại OH trừ 2OH trừ. Thế mà ở đây đề bài nói chúng ta là hòa tan tối đa là 1,02, vậy số mol Al2O3 là 0,01 mol. Hiệu suất điện phân là 100% các khí sinh ra trong dung dịch. Thế bây giờ chúng mình cứ giả sử là bên này cũng điện phân nước nữa đi. Thì tạo thành là 4H cộng cộng với lại O2, đúng không? Thế thì biết anh này rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt đi. Đặt thế nào bây giờ cho ngon nhỉ? Đặt thế nào bây giờ cho ngon nhỉ? Đây. Cl điện phân hỗn hợp này. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ phải có thế này đi. Căng đấy. Một chiều cường độ T dây dừng tổng thể tích. Đây tổng thể tích khí là một mối quan hệ. Thì khí ở đây có hydro, có oxy, có clo. Mình cứ phòng như vậy đi. Nhờ. Khí ở đây có hydro, có oxy, có clo. CuS số 4 đồng đây rồi. Vậy bây giờ nếu mình đặt số mol hydro ở đây, đặt số mol oxy ở đây lại phải đặt thêm clo nữa. Mà ở đây chỉ có hai dữ kiện thôi. Thì làm sao đặt được? À, đúng rồi, còn một phương trình nữa, phương trình bảo toàn E. Vậy nhìn nhá. Đặt số mol hydro là A, số mol oxy là B, số mol clo là C, các cháu nhìn thấy chưa? Vậy ở đây chúng mình sẽ tìm được OH trừ là 2A, H cộng là B, A cộng B cộng C bằng 1,176 lít. 1,176. 1,176 chia 2,4 bằng 0,0525. 0,0525. Được chưa? 0,0525. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta tìm tiếp này. Chúng ta lại tiếp để chúng ta lại có tiếp nhá. Là Cl2. Phương trình cuối cùng là hòa tan tối đa 1,02 gam Al2O3, vậy chỗ này phải chia thành hai trường hợp. Nhưng mà chúng mình nghiêng về cái trường hợp là H cộng dư nhiều hơn. Các cháu ạ, chúng mình nghiêng về cái trường hợp H cộng dư nhiều hơn. Tại vì là thường hòa tan Al2O3 thì chúng nó sẽ chia thành hai trường hợp, nhưng mà H cộng thì thường hay là nó chơi thành H cộng chưa. Vậy chúng ta sẽ có là 4B thì bằng 2 nhân 0,01. Được chưa? 4B thì bằng 2 nhân 0,01. Thế bây giờ chúng ta xem nhá. Thế bây giờ chúng ta xem nhá. Vậy ngay tức ở đây chúng ta tìm được luôn B bằng 0,02 chia 4 bằng 0,005. Được chưa? Vậy hoàn toàn phương trình này chúng ta sẽ còn là 2A trừ 2C thì bằng 4B nhân 0,005. 4 nhân 0,005 trừ đi 2 nhân 0,025 bằng âm 0,03. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hệ nhé. Đây suy ra là A cộng C thì là bằng 0,525 trừ đi 0, từ từ 4B là 0,02 chia 4 bằng 0,005, đúng rồi. Vậy 4B bằng 0,02. Vậy đây là bằng 0,05 trừ đi 0,02 trừ 0,05 thì bằng âm 0,03, đúng rồi. 0,0525 trừ đi 0,005 bằng 0,02. Đó. Đúng rồi. Ơ nhưng sao lại ra 0,02 nhỉ? 0,0525. 0,0525 trừ đi 0,005 bằng đấy, 0,0475. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được 2 bằng trừ 2 bằng âm 0,03 bằng 1 bằng 1 bằng
0,0475 là. Ui mày thế. A bằng 0,01625. A bằng 0,01625. Suy ra A bằng 0,01625, B bằng 0,03125. Được chưa? Để bài hỏi giá trị của T. Thế tí nữa A nó đã xong rồi. 0,01625. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm được số Mone trao đổi. Số Mone trao đổi sẽ bằng là 2 lần số Mone đồng 0,025 cộng 2 lần A 0,01625 bằng, xem nhá, 2 nhân 0,025 cộng 2 nhân 0,01625 bằng 0,0825. 0,0825. Được chưa? Vậy ngay tức đến đây chúng ta tìm được T. Chúng mình tìm được T N bằng Y cái gì nhỉ? Số mon E trao đổi thì bằng IT trên F. Vậy T bằng số mon E trao đổi là 0,0825 nhân với 96500 chia Y là 2, nhân 96500 chia 2 bằng 3980. Ơ không có đáp án rồi. Chỗ này tính nhầm đâu rồi các cháu ạ? À, chỗ này chắc chắn tính nhầm đâu rồi. Chúng mình nhìn lại nào. À, đồng là 2 nhân 0,025 này cộng 2A này, được chưa? Bằng 4P, đúng rồi. Cộng 2C, đúng. Tổng số mol khí, tổng số mol khí là 1,176. 1,176 chia 2,4 bằng 0,0525, đúng. Vậy đây mình có là A cộng B cộng C bằng 0,525. Cuối cùng là hòa tan. À đây, toang, đấy biết ngay. Thế đây coi như là trường hợp 1, trường hợp 1 sai. Đây phải OH trừ cơ ạ, 2A. Ui giời ôi, đấy 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 đấy. Cái tội lớt chớt của chúng mình ấy. Đây ạ. 2A bằng 2 nhân 0,01. Khổ lắm. Suy ra A bằng 0, phải ăn H cộng ạ. Chỗ này phải là 2A trừ đi 4B ạ thì mới bằng là 2 nhân 0,01 ạ. 2A trừ 4B thì bằng là 2 nhân 0,01. Đây bây giờ mình bấm máy tính giải hệ mới ra. Bây giờ phải bấm máy tính giải hệ mới ra. 1, 3 A này, 2 bằng này trừ 4 này, bằng này 2 bằng này. Sorry, chỗ này là phải trừ 2 bằng này. Chỗ này chuyển sang này là âm 2 nhân 0,025 bằng này 2 bằng này trừ 4 bằng này 0 bằng này 0,02 bằng này 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,525 bằng này 0,33, 0,16, 0,035. Nhưng A bằng 0,33 to thế. A bằng 0,33. 0,33 thì số mon cái này to lắm, không. Không phải đâu, khả năng cao chúng mình bấm nhầm hệ rồi. Để xem lại xem nào. Bấm nhầm hệ rồi, 13. Xem nhá. Đúng cái thằng này, đúng cái thằng này, đúng cái thằng này. 2A đây đúng rồi, O2 OH trừ, OH trừ dư ăn H cộng thì ăn 2 thằng nhôm 3 cộng, nhôm 3 cộng là 0,01. Hòa tan tối đa mà. 0,01 nhân 2 là 0,02, đúng rồi. 2A trừ 4B bằng 0,02. Đây thì chúng mình bấm lại. 2 bằng này trừ 4 bằng này trừ 2 bằng này trừ 2 nhân 0,025 bằng này 1 bằng 1 bằng 1 bằng này 0,0525 bằng này 2 bằng này trừ 4 bằng này 0 bằng này 0,02 bằng này. Đấy, mình vừa nãy bấm sai máy tính. A bằng 0,015. A bằng 0,015. Vậy suy ra số mon E trao đổi bằng 0,015 nhân 2 cộng 0,025 nhân 2 bằng 0,08. Ok chưa ạ? Bằng 0,08. Vậy suy ra chúng ta tìm được T bằng 0,08 nhân 96500 chia 2 bằng 0,08 nhân 96500 chia 2 bằng 3860. C. Úi giời ơi. Hay không ạ? Quá hay chứ ạ. Ok ạ. Các cháu ơi,
Thực ra thì chú Binh tối nay là định giải phun cho các cháu cơ, nhưng mà chú Binh không nghĩ rằng là giải lâu đến vậy. Còn câu 35, câu 36, câu 37, câu 38, câu 39, câu 40 thì chúng mình sẽ quay video và up lên cho các cháu vào tối mai nhá. Được không ạ? Tối mai chúng mình sẽ up video giải full câu 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bởi vì là bây giờ là chúng mình hẹn với cái bọn học off VIP của chúng mình là 9 giờ rưỡi học đến 11 giờ. Bây giờ là 9 giờ 35 rồi. Thì chúng mình xin phép các cháu là chúng mình ngừng like tại đây để chúng mình đi dạy bọn off VIP của chúng mình. Được không ạ? Không chúng mình không bây giờ chúng nó chửi chúng mình chết. Tuấn Minh nhỉ? Clary Nguyễn nhỉ? Nhá. Thế bây giờ chúng mình xin phép các cháu là chúng mình tạm nghỉ cái buổi live ngày hôm nay tại đây ạ. Đây ạ, cho các cháu nhìn đây ạ. Tối mai chúng mình sẽ up video giải phun bọn này ạ. Ok không ạ? Thôi, bye bye, chào tạm biệt các cháu nhá. Bây giờ chúng mình phải đi dạy các cháu khác nữa. Bye, chào tạm biệt.